Những ngày đầu năm mới 2021, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh vinh dự và tự hào khi có tới 3 xóm được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Không khí vui tươi phấn khởi hiện hữu trên khắp mọi nẻo đường, ngõ xóm, trong suy nghĩ, cảm nhận của mọi tầng lớp nhân dân. Để chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân xóm Bến Xanh đã tiến hành chỉnh trang nhà văn hóa, nhà ở, nâng cấp đường giao thông, khu thể thao với tổng kinh phí trên 5,3 tỷ đồng. Bằng những nỗ lực phấn đấu không ngừng, đến nay xóm đã đạt 10 trên 10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nông thôn mới kiểu mẫu của xóm, nói chung là không còn một cái gì để tả nổi được cái sự vui sướng và phấn khởi của tất cả bà con. Mà không những bà con đang sinh sống trên quê hương nhưng mà lại còn cả những con em đi làm ăn xa quê cũng hào hứng phấn khởi. Xóm thì cũng đặt ra những cái kế hoạch rồi là những cái mục tiêu để phấn đấu bằng được. Đầu năm 2021, ba xóm Bến Xanh, Phong An và xóm 2 được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện xã Khánh Thiện có 6 trên 8 xóm đạt danh hiệu này. Là người dân được trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, nhiều người không giấu được niềm vui mừng vì những đóng góp của mình cùng với cộng đồng đã đem đến sự thay da đổi thịt cho quê hương. Thay đổi toàn diện nào là từ đường xá cho đến vườn hoa, đường hoa, cây cối, nhà văn hóa, nói chung là đi đến đâu là thay đổi toàn bộ. Cái xóm mà đã đưa lên và đạt một cái tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng tôi rất hồ hởi và phấn khởi. Cái điểm này là không dừng và còn tiếp tục phấn đấu trước xóm ngõ, từng ngõ một là người ta có trách nhiệm người ta quét, cho nên là đường xá chỗ nào nó sạch sẽ hết. Đường có hoa, nhà có số, ngõ có tên. Giờ đây, bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Khánh Thiện hôm nay chào đón năm mới của thắng lợi nhờ thành quả có được từ sự nỗ lực, đoàn kết, sự đồng thuận và nhất trí cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Ba khu dân cư nông thôn mới về kiểu mẫu ấy, thì bà con nhân dân, đời sống bà con nhân dân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững. Và cái cảnh quan môi trường ngày càng được xanh sạch đẹp, văn hóa văn nghệ của nhân dân được đẩy lên cao, thường xuyên là có những cái cuộc giao lưu về bóng đá rồi bóng chuyền, rồi ở các khu nhà văn hóa thì có các cái khu thể dục thể thao để cho bà con tập thể dục. Vui với thành quả đạt được ngày hôm nay, nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Thiện vẫn không ngừng đặt ra cho mình những mục tiêu tiếp theo. Phấn đấu 100% các xóm đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Qua đó, hướng tới xây dựng Khánh Thiện trở thành miền quê đáng sống, văn minh hiện đại trên con đường đổi mới cùng quê hương đất nước.